hôm nay á, nhà mình là sẽ có một buổi tiệc nướng BBQ và mời mọi người đến cùng dùng buổi tiệc với mình. Cho nên là mommy sẽ cần phải làm thêm một vài món nữa. Chắc là mình sẽ phải đi siêu thị để mua thêm mấy thứ đó. Bây giờ cô Ca, cô La hay là Ca Cao sẽ đi siêu thị cho mẹ nè. Con muốn đi siêu thị. Con cũng muốn đi. Ba đứa đều đi siêu thị hết rồi, ai ở đây phụ má mi ta? Hay là bây giờ con ở đây con phụ má mi, còn hai đứa em thì sẽ đi siêu thị. Vậy cũng được, vậy thì La dắt em đi siêu thị nha. Dạ. Nhưng mà ca cao nhớ nắm tay chị để không có bị lạc nha. Dạ. Rồi đây, cái giỏ nè. Con mua xong con mang về cho mẹ nhé. Dạ. Ừ, rồi đi đi tụi con. Rồi, bây giờ mình rửa rau nha con. Dạ. Nè. Mình sẽ tách từng cái cánh của cái bắp cải này ra nha. Chị thịt lây đôi khách quá chị La ơi. Bây giờ mẹ nó quá không biết chọn món gì luôn á. Dạ đi. Cá được. Thôi để chị lấy súp lơ với lại bắp nướng chắc ngon lắm. Thôi thêm cà rốt luôn đi. Bây giờ con rửa giúp mẹ nè, cà tím nè, cà rốt nè, bắp cải nè. Hôm nay mình còn có mấy cái món nhẹ nữa nè, có cherry nè, có dâu nè. Trong lúc đó thì mẹ sẽ chuẩn bị thêm một món nữa. Nhớ rửa cho sạch nha. Đi về thôi cha. Ủa, con tính tiền nữa mà. Làm thêm một món bánh nướng. Bánh nướng hình con mèo nha. Chúng ta sẽ bỏ vào đây tiếp tục. Mẹ sẽ làm rau củ xào nha. Rồi con sẽ để một xíu cà rốt vào. Để cho một chút dầu ăn nhé. Rồi cho qua đây luôn, mẹ bật bếp luôn. Lo cái món rau củ này, con rửa thịt đi. Con thịt con muốn làm gì? Nướng nha. Dạ mình nướng. Nướng nha. Để con cắt cái phần cái thịt ra để con. Hôm nay là tiệc BBQ nhà mình là nhiều món lắm nè. Bây giờ mẹ muốn nướng đùi gà nè cô ca. Phụ mẹ đi. Để mình nướng. Rồi. Nướng rau củ luôn con. Mình đã sẵn sàng rồi nè, tụi con ăn đi nha. Dạ. Con Cao thích ăn gì con? Con thích ăn mì ý với lại phô mai que. Ừ, để con ăn đi nha, chị con lấy cho. Tráng miệng của con là chuối. Yeah. Wow. Con La ăn gì con? Con sẽ ăn pizza, xúc xích nướng. Mẹ thấy hamburger cũng ngon nè, cá cũng ngon nè, bánh nướng cũng ngon, cái gì cũng ngon hết. Đặc biệt á là hamburger là do anh Hai làm á nha, vỗ tay cho anh Hai nè. Con mình đã có một buổi tiệc nướng BBQ rất là vui và món nào cũng ngon hết. Mình hy vọng là các mẹ cũng sẽ tạo ra những khoảnh khắc thật là thú vị cùng với các bé nhà mình và nhớ lưu lại những hình ảnh, chia sẻ với chương trình để nhận được những phần quà thật là dễ thương nha. Các con ơi, bây giờ mình cùng tạm biệt mọi người nào. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn thật là vui vẻ cùng với Lido.
đời hoành tráng với Play-Doh thôi. Làm bánh burger cực đơn giản cho nguyên liệu và ấn xuống. Ta-da! Miếng beef steak và bánh burger đã xong rồi. Thỏa sức sáng tạo với những món ăn nhẹ bắt mắt cùng bạn bè nào. Hãy trổ tài làm siêu đầu bếp trong hè này cùng chảo bếp thần kỳ. Món quà mùng 1 tháng 6 cực ý nghĩa dành cho bé. Play-Doh, chảo bếp thần kỳ và bữa tiệc BBQ. Sản phẩm hiện đang có bán tại hệ thống McKingdom trên toàn quốc. Nhớ like MyKingdom nha.